Rồi nè, đi quay dưới nè. Đây nè, đây là chị Như rất là thích cái dự án này luôn. Thích luôn, rất là thích mọi người. Bây giờ là đi là hồi nãy đến nơi thì hơi bỡ ngỡ một đó, xíu đó. Tôi nói là cái tâm trạng lúc mà mới xuống máy bay là chị bị tụt, chị tụt mút luôn. Chị nói là trời, tôi muốn về rồi đó, cái gì mà nó buồn dữ vậy đó. Đã không? Quá đã luôn. Hello mọi người, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Ship. Mọi người ơi, bây giờ đó là Hana đưa khách hàng đi nhận bàn giao nhà, thì khách của Hana đó là mua nhà ở dự án The Row. Đó thì sẵn trên cái đường đi thì mình đưa khách tới tham quan cái khu mà gần ở Row á, thì từ The Row á chạy lên đây là có 5 phút thôi. Có 5 phút lái xe thôi mọi người, rất là gần luôn. Thì đây là một cái sân golf rất là đẹp. Đó thì bây giờ ở cái khu Rose này á là nó xây dựng rất là nhiều rồi, nhà rồi chung cư rồi nhà phố rồi biệt thự rồi sân golf rồi trường học rồi này kia là nó xây ở cái khu này, nên là thành ra đất ở cái khu này á nó đang ở The Rose này á thì nó đang tăng giá đó, nên là bây giờ cái khu này là Hana bán được rất là nhiều rồi và chỉ còn có 3 căn thôi mọi người đó, nên là bây giờ mình muốn quay cho mọi người xem cái cảnh đẹp của cái đảo Sip vào mùa đông á nó như thế nào nha. Trời ơi, nó vào mùa đông nó rất là khác với mấy nước châu Âu khác. Hana đi đi tham quan mấy cái nước châu Âu khác rồi thì vào mùa đông á mấy cái nước châu Âu khác nó không có nắng, nó mưa, nó âm u, nó làm cái cảm xúc của mình nó cũng âm u theo, rất là dễ bị trầm cảm. Nhưng mà vào mùa đông ở Sip á thì nó nắng ấm đó, như mình mặc đồ mọi người thấy không đó, và cho mọi người xem là mùa đông ở Sip nó xanh nó đẹp như thế nào nha. Đây mọi người xem nè, thấy không, gần biển luôn. Đây là cái sân golf nè mọi người, đẹp quá trời đúng không? Đó. Quá trời xuất sắc, quá trời đẹp luôn. Và bây giờ xin phép mọi người là Hana cắt cái camera đi để chụp mấy tấm hình coi. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 rồi. Cái ngày này thì phải chụp một cái tấm hình nào đó nó đẹp đẹp để mà đăng lên để kỷ niệm coi, 4 năm sau mình nhắc nhở lại coi là lúc đó là mình đang như thế nào, có thay đổi như này, thay đổi gì không nha. Để mình đi chụp hình nha. Đi xem thích quá trời thích rồi. Nó cũng y vậy luôn.
cái này là dễ cho thuê nha, nhưng mà tại giá nó không bằng ở trên Limassol, bởi vì ở đây là chú thấy cái sự khác giữa Limassol với lại Bafos. Nhưng mà kiểu là nhà như này thì dễ cho thuê nè, chứ mà giờ ở dưới này mà mình mua cái chung cư nó tầm tầm giá như này thì chung cư mình đâu có cho thuê được tiền bằng bằng đất, bằng nhà mặt đất cái này không? Đúng rồi, lúc nào cái lúc nào mấy đứa nít thì nó mở, đúng rồi, nó không mở để kẹp tay. Bây giờ là mình còn ở dự án Đô này là mình còn 3 căn, 2 căn là nhỏ như thế này và 1 căn biệt thự mini. Cái căn biệt thự mini cũng đẹp lắm không? Đồ, cái sân nó còn trà bá lửa luôn. 530. Thuế 19% là để cho thuê luôn á. Cái căn đó hôm trước chờ cho thuê cái hàng chủ đầu tư nhà đối diện nè, nó thuê. Ngàn tám đúng rồi. Nó mới trả đây thôi. Đó. Mà 3 phòng ngủ mà nó đẹp hơn cái này nhiều lắm đó nha. Đẹp lắm. 530 ngàn gấp đôi thì không đẹp hơn thì đất nó rộng, đất nó rộng. Không được nữa phải không? Đúng rồi. 530. Ok, so just finish delivery. Lại hình như là từ năm. Còn lại 2 căn, 2 căn là một căn tầm 370, à một căn 370, một căn 380. Anh Ru. So we have the two units similar like this. Yes. Yes, and there is no furniture, right? No furniture. No furniture. No. I remember the price is 330 and 380. 370 and 380. Sorry. Yeah. And and another one is 530, right? Another one, 3-bedroom, 530. But this is very lovely. You see, like so much. Yeah. Yeah. Đây nè, đây là chị Như rất là thích cái dự án này luôn. Thích luôn đó. Bây giờ là đi là hồi nãy. Đến nơi thì hơi bỡ ngỡ một xíu. Đó, tôi nói là cái tâm trạng lúc mà mới xuống máy bay là chị bị tụt, chị tụt mút luôn. Chị nói là trời, tôi muốn về rồi đó. Cái gì mà nó buồn dữ vậy đó? Đã không? Quá đã luôn. Đã chưa? Đó mới là cuộc sống đó chị. Thật nhẹ. Quay cho chị đi. Quay cho chị làm kỷ niệm. Đó. Đây là tất cả là toàn là người Việt Nam sống và chỉ có nguyên một cái dự án này là toàn là nhà của người Việt không thôi. Chỉ có 2 người Trung Quốc và một người ship. Còn nhiêu là dạ đúng rồi, còn nhiêu là Việt Nam hết. Nên là mọi người ở cái khu này là mọi người tưởng là mình đang ở Việt Nam luôn á, hàng xóm toàn người Việt không thôi. Nên là thành ra Tết ở đây người ta hay tập trung lại á, ta tổ chức Tết ở đây nè. Rồi nguyên xóm này lại ăn chơi rồi đó. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký kênh để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nha. Tại vì ngày hôm nay là cái ngày mà dẫn khách hàng đi bàn giao mà nó vui lắm mọi người. Tại vì khi mình bán được một cái sản phẩm, mình giới thiệu đến cho khách của mình một cái sản phẩm. Dạ chào anh. Dạ, hàng xóm mới anh ơi. Dạ. Dạ. Nhà nhà 2 chấm à. Nhà 2 chấm mấy rồi chưa? 22, nhà 22. À 22. Dạ, dạ. Qua đây thì 5 năm rồi nhưng mà cái nhà đó ở bên đây là 3 năm thôi. Dạ. Ủa vậy 2 năm trước mình ở đâu anh nhỉ? 5 năm. 5 năm. Only 5 years, 5 years. Internet open door. 5 years. Đó. Thì cái khu này so the neighbor see and speak to each other. All vitamins here. Đó, khi mà mình giới thiệu đến cho khách hàng của mình một cái sản phẩm mà khách hàng thích á, là mình rất là vui luôn. Mọi người khách người ta vui cái là mình cũng vui theo luôn á. Đó, đó là một cái kiểu nó khó tả lắm. Vừa lúc mà chị vừa mới bước xuống sân bay là chị đã thấy ship là chị muốn đi về luôn rồi. Chị nói là đuổi tôi muốn về lắm rồi, nhưng mà cái lúc đó là kiểu tâm trạng của chị đang mệt á, đi một cái chuyến bay nó mệt á, rồi xong rồi á hả, tại vì từ sân bay á mà đi về ở trên này á là đi đường cao tốc, nó đâu có cái gì đâu, nên là thấy nó khác, nên là nghỉ ngơi sau một đêm rồi qua mình chở đi vòng vòng cho chị thấy được đảo ship như thế nào như thế nào như thế nào. Thế thành ra bây giờ chị lại thích quá trời thích luôn, chị thích cái cuộc sống mà đảo ship, là thích nhà của Hana giới thiệu đó. Thành ra là khi mà khách hàng á, người ta đặt một cái câu hỏi cho Hana là ừ bây giờ
cái tài chính của anh chị như thế này, anh chị muốn tìm một cái bất động sản như này thì khách hàng Hana ơi có thể tìm cho anh chị hay không, thì lúc đó là mình sẽ coi, mình sẽ nói chuyện trò chuyện với khách hàng, và khi khách hàng người ta cái kiểu là cái mong muốn của người ta như thế nào thì mình sẽ, vì cái kinh nghiệm mình sống ở bên này với lại mình làm cái công việc này cũng nhiều, mấy năm rồi, 5 năm rồi mình đi nhiều cái dự án lắm, nên thành ra là mình biết được, là mình có sự so sánh được là khách hàng này phù hợp với cái nào sẽ phù hợp với khách hàng này thì mình sẽ giới thiệu. Thì khi mình giới thiệu khách hàng là từ đó về cái giống như cái duyên của Hana vậy mọi người, mình giới thiệu căn nào là nó vừa khít với cái khách hàng đó, có nghĩa là mình cảm thấy là mình nhìn cái khách hàng này là nó sẽ rất là phù hợp với cái căn này luôn. Khi mình giới thiệu xong khách hàng qua là người ta thấy người ta thích luôn, có nghĩa là mình vừa nói chuyện, mình tiếp xúc với khách hàng thì mình lại cảm giác là cái khách hàng này nè, khi mình giới thiệu cái nhà này nè là bảo đảm người ta sẽ thích, là đúng cái gu của người ta, đúng như cái mong muốn, đúng như cái yêu cầu của người ta luôn, thì mình giới thiệu cho khách đó. Thành ra là Hana không có làm độc quyền cho công ty nào hết, Hana làm cho nhiều công ty ở bên này. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình nói chuyện với khách hàng, tại vì cái slogan, cái câu mà đặt ra cho cái công việc này của Hana là không giúp chủ đầu tư bán mà giúp khách hàng mua, nên thành ra là mình luôn lấy cái tiêu chí là sẽ chọn một cái bất động sản nó phù hợp với gia đình của khách hàng đó, nên là thành ra mình mới là không có làm độc quyền cho công ty nào hết. Tại vì nếu mà làm độc quyền cho công ty thì mình sẽ bán mọi cái bất động sản của công ty đó thôi đó, thành ra là mình sẽ kiểu nói sao cũng tốt hết để mà khách hàng mua cho bằng được cái sản phẩm đó. Còn mình nó làm với nhiều chủ đầu tư, thành ra là mình sẽ hỏi cái yêu cầu của khách hàng như thế nào và mình sẽ tìm một cái bất động sản mà nó phù hợp với lại cái yêu cầu của khách hàng đó. Thì nếu mà anh chị nào mà có cái ý định mà muốn sang ship để định cư, hoặc là muốn tìm hiểu về đảo ship, mà mọi người muốn có thêm cái câu hỏi để mà tư vấn về cái cuộc sống ở đảo ship, mua nhà ở đảo ship và lấy thường trú ở ship, xử lý hồ sơ để nộp hồ sơ xin thường trú như thế nào, thì mọi người có thể liên hệ với cái thông tin mà Hana để trên màn hình này, thì Hana sẽ tư vấn cho mọi người. Và tháng 5 này, tháng cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì Hana sẽ có một chuyến về Việt Nam công tác. Thì nếu anh chị nào á mà muốn sang ship để mà khảo sát á, thì mọi người cũng có thể là liên hệ với Hana, thì mình sẽ cùng đi chung với nhau về ship. Còn tháng giữa tháng 3 và đầu tháng 4 thì Hana cũng có một hai khách hàng sẽ qua đó. Thì khi mình take care xong, mình sẽ chăm sóc xong hai cái lượt khách hàng đó thì mình sẽ bắt đầu đi về Việt Nam. Bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo nha. Bye bye.